Là con có biết là ba của cháu bé là ai không? Chứ giờ em hỏi nó con không trả lời nó đây. Hỏi nha Vậy không biết luôn hả? em không biết nữa nha. Con có biết chút gì về chăm sóc em bé hay là mẹ bầu được không? Con có biết gì không con? Không biết luôn hả? Cô ơi, bà ơi, bà ơi, cho con hỏi là nhà của chị Lý mà có đứa con 16 tuổi có bầu là ở đâu rồi bà? Đằng đó đó, Đằng chỗ đó cái hả? xe đỏ đi lại chặn giữa đằng á. À, là hỏi ai cũng biết hết hả? Dạ. Bà Lý mà sáu đứa con đó đó Dạ. đó À. ngang chỗ xe chỗ đó là vậy đó. Dạ. Cho con hỏi chút xíu, tại vì con không phải là dân ở đây á, nên là tại con hồi nãy con ở lại ở chợ bên chợ chợ Tân Dương á, thì nghe nói là cái trường hợp của gia đình chị Lý là khó khăn, với lại có một đứa con mà mới 16 tuổi mà kiểu mà có bầu trộm á. À, cho con hỏi chút xíu là hoàn cảnh đó làm sao vậy bà? Ai có biết đâu, tôi đằng đẵng tôi lần này đâu có biết. Không biết ha, nhưng Dạ mà biết nhà thì nhà lối xóm mà nó đằng ha. đó đó, Dạ rồi, dạ chỗ đấy. khoảng trống đằng chỗ cái sào đồ trắng trắng đó. Rồi để con lại đó con hỏi, cảm ơn nha. À, kính thưa mọi người, thì mình đang có mặt ở Lai Vung, Đồng Tháp. À, hôm nay thì trên đường đi An Giang á, thì mình có ghé một tiệm nước, thì sau đó đó mình được bà con hỏi thăm là công việc hay gì đó, thì mình nói là làm cầu nối, thì bà con nói là ở khu vực đây có một trường hợp của gia đình chị Lý. Thì chị Lý thì chồng bỏ đi là nay khoảng trên 10 năm, để lại chị là 6 đứa con. Chị Lý năm nay trên 40 thôi. Thì trong đó đó là có đứa con gái thứ của chị á, mới 16 tuổi thôi thì có bầu nay 6 tháng, nhưng mà biết ra đó là mới có chỉ thời gian ngắn đây thôi, có nghĩa là có bầu 5 6 tháng rồi mới phát hiện, mà bây giờ hình như là có dị tật ở trên người của cháu nhỏ ở trong bụng, với lại là không có tiền để mà cho uống sữa sùng với lại đi khám. Rồi thêm nữa về cái hoàn cảnh thì chị Lý này với lại mấy đứa con á, thì kiểu là không có được nhanh nhẹn như người bình thường, nên là chỉ là sống là cơ bản thôi, chứ không có gì là đủ ăn đủ mặc hết mọi người, nên là nhờ sự giúp đỡ từ bà con với lại là ở xã thôi đó, nên là mình xin phép là mình xin chia sẻ cho mọi người về cái trường hợp của gia đình chị Lý đến cho mọi người. Hiện tại là bây giờ đang mưa ha mọi người, để mình tranh thủ mình hỏi nhà của chị Lý rồi mình sẽ qua đó để mình chia sẻ cho cô chú anh chị. Mưa mưa mưa, mẹ đâu rồi? Chị, em vô nhà nha chị, em vô nhà được không? Dạ. À, cô chú anh chị thông cảm nha, mình mới vừa hỏi nhà của chị Lý mà bây giờ đang mưa, nên là chắc để tạnh mưa đi rồi mình sẽ trở lại cái câu chuyện tiếp tục nha mọi người. À, mình tiếp tục trở lại với cái câu chuyện nha mọi người. Khi nãy thì mưa rất là to, nên là mình cũng xin phép chị Lý với lại là gia đình của chị Lý để mà vô trong nhà. Thì em xin thưa với lại chị Lý ha. Dạ, là em không phải là dân ở đây, em đi ngang đây thì vô tình em nghe được cái câu chuyện của gia đình mình, rồi sẵn tiện là em vô em thăm gia đình, tại vì nghe nói là trường hợp của gia đình mình là khó khăn ở trong khu vực, với lại là cái câu chuyện của con gái của chị. À, chị là chính xác là chị có 6 đứa con lận hả? Dạ, sao có con đây? À, cháu lớn nhất là bao nhiêu hả chị? 25 tuổi. 25. Có thằng 20 tuổi. Dạ. Rồi ba 16 tuổi.
Là bé Hân là 16 tuổi. Còn anh là 12 tuổi. 12. Con vậy là còn bốn bạn kia đâu rồi? Bốn đứa con của chị. Là gả thêm đứa anh đây. Gả đứa. Còn đứa trên phố anh đây. Nó lâu đầu nó kể vậy là cho 2 triệu đó tiền nước điện này đâu mà gạo anh ơi. Bây giờ công việc chính của mình là bây giờ là lọc hạt điều. Lọc hạt điều này thôi. Dạ lọc điều năm ngoái có bán số, năm nay không bán anh ơi. Sao không bán? Tại vì không có vốn hả? Không có vốn anh ơi. Là chị bán giấy số được bao lâu? Cũng bán này cũng lâu lắm anh ơi. Một cháu là cháu lớn là con gái là đi lấy chồng rồi. Còn cháu sau là đứa kế tiếp là con trai là đi làm ở thành phố. Còn hiện tại là ở nhà đây á là bốn mẹ con, năm mẹ con. Còn nhà này là nhà cái ở khu vực tái định cư á mọi người. Tái định cư thì ở đây. Cái này cũng là cũng đi mua anh rồi. Dạ. Mua. Mua. Ông xã ông mua không biết nhiều nữa nữa là cũng nhiều mình góp lại nữa. Là lúc trước là mình ở nơi khác xong rồi ở chỗ đó là họ quy hoạch. Như là em trong Hòa Thành trống á, giờ cái đồ rất nó góp cái gần ông xã mua không biết cái nhà là nhiêu không biết nữa. Mình phải góp lại nữa. Dạ. Là xong xuôi hết chưa? Dạ. Chưa. Ê. Anh ơi. Dạ. Mới trả phần nữa anh ơi. Còn phần nữa nữa. Chị năm nay bao nhiêu tuổi? 40. 40 hả? Dạ. 40 chứ không được qua trên 40 nữa. Dạ. Ủa vậy sao nãy em hỏi chị nói là em là chị là 47 hay 46 gì mà? Tại nó lộn anh ơi. Thông cảm gì? Nó lộn hả? Dạ nó lộn anh ơi. Thông cảm nó buồn anh ơi. Mình đi lọc học điều như vậy có đủ kiểu mà trang trải cho gia đình không chị Lý? Dạ không đủ anh ơi. Không đủ hả? Dạ. Ví dụ như là một ngày như vậy là mình lọc được bao nhiêu ký hột điều? Có 2 ký anh ạ, lọc từ tối 7-8 giờ khuya mới nghỉ. 2 ký hả? Dạ. Mà 1 ký là bây giờ có 7-8 ngàn à? Có 5 ngàn ký anh ạ, tại lãnh 20 ký. Gần bữa nay là cần cách. Ủa nhưng như là bây giờ là, bây giờ em hỏi lại nha. Dạ. Ví dụ như là cái bột hạt điều này chị lọc là bao lâu? Cũng lâu lắm ạ. Bao lâu con? Cũng gần cái tuần lễ. Cái gì? Lọc tới 5 ngàn. Ý là cái bao này là từ sáng gia đình mình là lọc là bao lâu rồi? Tới 5 ngàn. Từ sáng giờ là cũng như được như đây đã. Bao nhiêu đây? Từ sáng này là lọc được bao nhiêu đây? Dạ. Bao nhiêu đây là hơn 2 ký chứ? Trên 2 ký này. Tại sáng em đi ấy bộ bên thứ 8 này nè. Nhưng mà ý là chú xin hỏi con tên gì? Dạ Vũ Linh. Vũ Linh ha. Con là Út hả? Dạ. À, chú xin hỏi nè. Là cái bao này là lọc từ sáng tới giờ? Dạ. Ừ. Rồi mấy ngày thường á là lọc được mấy bao như vậy? Mấy ngày thường là lọc được 2. Được 2 bao. Ừ. 2 bao này khoảng 5 ký không? Ừ. Còn 4-5 ngày là họ tới lấy, họ lấy một lần. Dạ. Ừ. Vậy là một ngày là chị lọc được 4-5 ký chứ? Dạ. 4-5 ký là được 25-30 ngàn đi, cho vậy đi hả? Dạ. Sao không kiếm công việc nào khác để mà qua khác không có anh rồi. Không ai bước gì trơn. Nghề đi tàu mới xấu lọc điều không anh ơi. Còn hai bạn nữa. Còn hai bạn nữa. Kỳ anh kỳ em. Kỳ anh kỳ em mà ngại. Mới 14-15 tuổi ngại ghi hình mắc cỡ. Rồi mấy đứa là gia đình mình tối là ngủ đây hết luôn. Dạ. Cũng như thằng Vũ Linh ngủ đây, còn ba ngủ đó anh, còn em ngủ trong phòng. Còn cha anh cũng ngủ chổng nữa. À. Tại vì không có ngựa, mà mới đầu nó quân cho ba cái này, cho chiếu này nè, về gách trên cái đầu mới mua bỏ vậy. Ở xã họ có hỗ trợ cho gia đình mình không? Dạ, không có anh đây. Ý là có cho rạo, cho... Gạo có. À. Gạo có. Mì rồi đó. Dạ, gạo có, mì có, hoặc là có mấy gà có lãnh đây nè. Chị dẫn em với mọi người xuống sao được không? Dạ. Chị dẫn em với mọi người xuống sao coi ở sao bếp được không? Dạ được. Rồi đi. Đi. Cũng như cái phòng anh nó đặt nha. Có chạy cái phòng đại này nó chắc quần áo con nhỏ thì kỳ nó chắc nhốt chơi quần áo mà anh đó quần áo không à? Quần áo vậy hả? Quần áo như mình nó mới cái đoạn quân cho cái đoạn toàn quần áo không nha chị dài đây. Đoạn có kỳ không? Đoạn quân cho hả? Đoạn đó cho mình một gói anh đây. Đoạn hắn quân đó. Còn đây là anh ơi, tại vì thằng sớm người ta cho cá, còn ở nhà em là an toàn, nước tương, nước mắm đâu có cá gì đâu.
này thứ mấy đây? Là dạ, thứ sáu. Thứ sáu. Thứ sáu là thứ tư là ngủ đó. Thứ tư đó hả? Dạ. Còn thì tháo cho còn ở sớm cho. Còn đây là tới ăn sau nhà thôi đó. Dạ. Có cái nhà tốt này anh ơi. Nhà tốt này nè. Rồi nay nay là ăn cá kho. Cái là cá kho của ta cho anh đây, là lâu đi sớm người ta cho mà. Rồi làm cái giường bằng bằng gạch anh ơi. Bằng gạch ống à, mọi người thấy giường bằng gạch ống. Nó không có ngủ đâu nhưng mà mắc cỡ á. Đang cười cười mỉm mỉm ở trong đó đó. Chuẩn bị nhìn ra là nha. Nhịn nhịn cười. À đã quá rồi ta cho. Cái bếp ga đồ của quân cho vậy hết trơn, cái bình ga đồ cái đầu cái tầng là trồng hết trơn củi luôn rồi. Mưa gió khó đi kiếm củi quá. Thôi đi đi lên để ngủ đi. Mấy đứa con cái này người ta cho nè, ta cho nè. Này người ta cho nè. Nhìn là biết người ta cho nước cho. Nước tương nè, cho là nhiều. Không có cho gạo nữa. Gạo đâu, cho em coi gạo còn không? Gạo cũng còn trong đây 2 bao cũng hết rồi anh đây. Gạo có 10 kg trong cái phòng này nè. Gạo cũng hết rồi đó, về trong chỗ ăn trên này, còn như đây dạo rồi. Không hết rồi, tại được cái này, chắc đây nè. Đây là qua đầu tháo quá trận, nó chơi qua đầu chơi cũng dưới hồ này gì hết luôn rồi. Chơi không à. Phòng này phòng của chị hả? Đó, phòng của con gái em ngủ qua đứa, nó ngủ đây trên anh đây. Tại vì đồ của con gái nó chồng gì dưới rồi, đồ cái còn gạo dưới hết rồi. Dạ. Nãy em nhìn em tưởng vàng. Chấm bánh mì ăn nữa nè. Mì sáng đi hàng mãi đó, mua chấm với đường đó. À, đối với bà con có những hoàn cảnh khó khăn thì thực sự là rất là nhiều luôn mọi người. Phải là tranh thủ những cái thời gian để mà gửi đến cho mọi người và cũng như là thăm bà con. Nhưng mà khi mà nãy mình có nói đó, đối với cái trường hợp của bé Hân thì mình phải đến trực tiếp để mình có thể là tìm hiểu hoặc là chia sẻ mọi người. Vì nghe cũng sốt, tại vì có bầu 5-6 tháng rồi mà mới phát hiện mới phát hiện đây thôi. Hân ơi, cho chú xin hỏi chút xíu nha. Dạ. Trước kia đó là con cũng vẫn như mấy em mấy anh đó, là con ở nhà là con phụ với mẹ. Dạ. Thì con học tới lớp mấy rồi? Không, con học lớp 1 hả? Con học lớp 1 hả? Ở nhà của con á là có bạn nào là không biết chữ không con? Có ai không biết chữ không? Anh em của con á? Biết hơi hơi hả? Biết hơi hơi. Có nghĩa là cầm cuốn sách là đọc được. Được không? Con không biết đọc. Con biết mà tiền bạc rồi con biết đi chợ được không? Biết. Biết, nhưng mà đưa tờ báo cho con là con biết đọc không? Con chỉ coi à. Con chỉ coi hình thôi hả? Là cũng như lâu quá rồi, không có nhớ mặt chữ nữa. Chị có biết chữ không chị Lý? Không, em không biết chữ anh đây. Không biết chữ hả? Không. Dạ. Trường hợp của con chị đó là có bầu nay là mấy tháng rồi, chính xác? Là cũng 5 tháng mấy, bác sĩ ngoài xuất sĩ ba ngoài khám mà chưa được 6 tháng mấy, mới 5 tháng mấy à. Phát hiện khi nào vậy chị Lý? Phát hiện có bầu? Là em cũng không biết nữa anh, tại vì em đang đi uống thuốc rồi em ngủ chưa không hay. Bé nhỏ này đó, nó đi chơi đâu quên mà quần tứng bệnh á, đầu cái nó gì nó cũng không nói mẹ nó trơn á. Vậy nó nói là mẹ ơi, bà đi mua con thuốc đi, thuốc nhức đầu với rồi em đang đi mua ấy thuốc cam cho nó. Em không biết vụ mà quan tâm này nó không nói cho em nghe trơn á. Em không biết nó có bầu mà bọc vô cư người ta biết trơn chứ nó biết trơn anh ơi. Ủa là ý là bây giờ 5-6 tháng thì ở cái phần bụng của cháu nó cũng nhô nhô ra là chị không có để ý luôn hả? À, không có để ý đây. Rồi con cũng không biết luôn. Ừ. Nó mắc kinh con không biết nè đây. Nó cũng không nói mẹ nó nữa. Cái gì? Cũng như là nó không mắc kinh tháng nào con không biết hết trơn, đầu nó cũng không nói hết trơn. À. Rồi kiểu là trong thai kỳ thì có những cái dấu hiệu khó chịu rồi nên là nhờ chị mua thuốc giùm. Dạ. Rồi con có uống thuốc không? Có nghĩa là trong 5-6 tháng qua đó. Có. Con uống nhiều thuốc không? Hơi ít hả? Nó uống con lần anh đây. Tại vì em mua con lần à. Mua thuốc nhức đầu với thuốc cam mới nói vậy. Nó ăn không tiền. Bây giờ là siêu âm là con trai hay con gái? Con trai. Con trai hả? Là từ hồi phát hiện tới giờ là đi khám định kỳ hoặc là
là vấn đề về em bé là bao nhiêu lần rồi? Nó tháng còn lần đây. Con trai. Con trai. Ừ. Rồi sức khỏe của em bé như thế nào con? Bị hơi sức cái mỏi chứ này nè. Thở hàm ếch. Hơi ít hả? Hơi ít hả? Tại trong trong hình chụp với lại là trong bụng thì nhiều khi là chưa có chính xác, nhưng mà chắc chắn là bị thở hàm ếch, bị sức môi á. Tại bị cháu nó không rành á, theo mình nghĩ là bị thiếu. Thường thường mọi người thấy đọc trên những thông tin trên báo đài đó thì sức môi bị thiếu cái chất gì đó, mình phải bổ sung cho em bé lúc mà mẹ đang thai nghén. Nhưng mà chắc này là cháu nó không biết. Về sức khỏe của con như thế nào con nói chú xin nghe coi. Ví dụ như là bây giờ con phải nghỉ ngơi mà con ngồi như vậy sao? Con có cần nghỉ ngơi không? Có. Có cần nghỉ ngơi hả? Thì nghỉ ngơi thôi, sao ngồi làm chi phụ mẹ, để cho mấy đứa em nó làm. Nhắc bạn gái mồ hôi vậy. Hả? Sao nói cho chú nghe đây con, cười quá. Ví dụ như mình mệt thì mình vô mình nói mình nghỉ thôi, chứ mẹ đâu có ép đâu mà. Hay không. Thôi hả, không mệt không. Ừ. Chị có mua kiểu là mua ăn uống rồi sữa sùng gì cho con chị là bổ sung không, dinh dưỡng được không? Chị có biết không? Dạ em không biết anh ơi. Không biết để không vậy đó hả? Dạ. Tại vì không có tiền. Rồi có chuẩn bị gì không? À, cũng như chuẩn bị em tính đằng này nọ, có tiền nọ cho nó sanh đẻ và đi siêu âm này nọ, rồi cho nó sữa em bé này nọ, uống chất bổ này nọ. Hiện tại giờ con không có uống sữa gì luôn hả? À, dạ. Không có gì luôn hả? Bình thường vậy thôi hả? Dạ. Cho chú xin hỏi chút xíu nha. Ủa cái tay con bị gì vậy hả? Bị cụt hồi nhỏ giờ. Con nhỏ nó bị gì vậy chị? Đó là nó chặt mà mía với hai chị em đó, là anh vậy con nhỏ ai thấy kiều đó. Con nhỏ kia cũng trai nữa, siêu ông rồi. Nó tới tháng 5, còn nhỏ này tháng 4. Con nhỏ chặt mía trúng cái tay. Dạ, hồi đó hai chị em nó giành lộn ăn chặt mía. Chú xin hỏi thêm một cái điều hơi riêng tư chút xíu nữa nha. Là con có biết là ba của cháu bé là ai không? Hôm nay chú đã nghe đây con, chứ giờ em hỏi nó con không trả lời nữa đây. Hỏi vậy không biết luôn hả? Em không biết nữa nha. Trước đó là nó có đi làm đâu không chị Lý? À, đó là nó đi bán theo em bán chỉ số. Giờ nghỉ anh ơi. Vì mà ở nhà không quanh quẩn đây rồi. Em cũng không hay nữa. Nghe nó là đây kìa. Em cũng 7-8 giờ khuya cũng ngồi băng quần tính đó đầu cái em ngủ không hay, uống thuốc nào không hay, cái đoạn nghe cái chữa người ta ở ngoài hay chứ trong nhà không có hay chưa phát hiện người ta hay bọc cái cưới trận dương người ta hay người ta biết. Dạ trong nhà cũng không biết anh nè. Nhưng mà chắc gì chị cũng nghe lóng thoáng ba của em bé chứ. Dạ em không biết thiệt với không em. Biết luôn hả? Không chứ em biết là em nói cho hai anh em nghe chứ em không có giấu gì trơn á. Ba của em bé là lớn tuổi chưa hay là còn trẻ? Ừ. Không nói hả? Lớn. Lớn hả? Lớn hơn chú không? Lớn hơn chú không? Hay là nhỏ hơn chú? Cưng mày lột lột. Không nói. là chú đó là dặn là không nói đúng không? Nó nói tuổi đâu. Không nói tuổi đâu hả? Ý là nhìn già hơn chú hay là nhìn trẻ hơn chú? Vì cười quà chú Linh. Hả? Ừ, dâu mát quá mà dấu quà chú Linh bị đồn lên. Trẻ hơn hả? Dấu quà chú quỷ vậy. Là con biết đúng không? Con biết nhà cửa của họ luôn đúng không? Sợ ghê. Con có biết chút gì về chăm sóc em bé hay là mẹ bầu được không? Con có biết gì không con?
Không biết luôn hả? Con có cái điện thoại cảm ứng gì không? Con đuổi chỗ này ra cho vô lên. Ủa nhà mình không có tivi luôn hả chị? Là đó có người ta cho, giờ bán anh đây người ta cho chứ nhà không có vô tivi. Năm ngoái là có bà hai bé bên đây chơi, cái đầu cái đứa này hát đầu cái nổ ình đầu cái đi bán có ba chục. Từ khi mà cháu nó phát hiện có bầu á là chị có dạy cháu gì không? Dạy kiểu cách mà để mà ăn uống nè, ví dụ như là cần phải kỹ kiêng ăn uống nè, ví dụ như đừng ăn mấy cái đồ mà đồ để qua đêm hoặc là mấy cái đồ mà nó còn sống hay là cái gì đó, rồi đi đứng đồ những cái chỗ mấy nơi mà trơn trượt rồi đó, thì hoặc là đại khái mấy cái cơ bản á chị có dạy con gì không? Dạ không có dạy nè. Không có dạy hả? Dạ. Không có chỉ gì hết? Không anh ơi. Vậy lỡ nó có bầu để đi chạy nhảy rồi sao? Chị không chỉ gì hết hả? Không anh ơi. Không. Chợ là gần ở đây không? Chợ là chạy xe là xuống dưới chợ Dương dưới anh này, chạy xuống chợ dưới dễ xe người ta luôn. Dễ là 2.000. Con có đi học không Vũ Linh? Dạ nghỉ rồi. Lớp mấy rồi nghỉ? Dạ lớp 5. Lớp 5 hả? Là con học cao nhất hả? Em hỏi thêm nghe chị Lý. Dạ. Chồng của chị? Chồng của em là bỏ đi 10 năm mấy anh ơi. Bỏ đi 10 năm mấy dạ, hả? Đi làm đi làm nuôi mấy đứa này lớn lên là ấy 6 đứa con. Rồi lâu lâu ông có về đây không? Không anh ơi. Rồi không biết ông đi đâu luôn hả? Cũng không biết nè anh ơi. Rồi lý do ông đi là biết không? Lý do là đó là anh quýnh em, đồ anh nói ghen này nọ cũng gió đó. Anh nói là em đi thằng này kia không có. Giờ ông ghen đồ quýnh rồi cái đồ ông đi bỏ luôn. Rồi em nuôi 6 đứa con mà còn ghen. Dạ yeah. Lần em nấu cơm của đậu cái đậu cái anh lấy cái nồi cơm anh nồi được ấp đập rồi chích mẹ đi mẹ ra anh chửi đậu tới giờ đi luôn, giờ anh bỏ luôn. Chị không có nghĩ tới tương lai của mấy đứa con chị hả? Dạ có tương lai con xin nghĩ có nè anh ơi. Mà sao không có kiểu mà tạo cho mấy đứa nó con kiểu mà nó có tương lai, ví dụ như là định hướng rồi cho nó học nghề được hay là như thế nào đó, chứ ở nhà nó đi lông bông thì sao, như trường hợp của cháu này đi ra ngoài rồi bây giờ có bầu như vậy. Cũng như em kêu mấy đứa này đi làm này nọ tiếp mà mấy mẹ nó không chịu làm hết trơn. Chị nói với em là trước kia là chị có đi bán vé số. Dạ có. Giờ bây giờ là bị cục vốn rồi. Dạ. Là chị bán được bao nhiêu năm? Là bán cũng 4-5 năm vậy nè. Phải 3-4-5 năm không? Dạ, phải. Phải không con? Mẹ con bán bao lâu? Nhớ cũng đầu lóng rồi anh nè. Hả? Nhớ cũng đầu lóng chưa? Mọi người cũng thông cảm nha. Tại vì mỗi gia đình, mỗi cái hoàn cảnh thì họ có cái cuộc sống riêng và cái cách sống riêng. Thì mình tùy theo những cái trường hợp, ví dụ trường hợp của chị Lý thì mình nghĩ là mọi người cũng thông cảm cho chị. Sự có thông cảm thứ nhất là chăm sóc cho 6 đứa con, thứ hai thì về những cái vấn đề liên quan khác nên là cũng có thể là nó rơi vào cái tình trạng như vậy. Cái việc mà ba của em bé đó thì cái đó là việc riêng tư của con, thì chú Sinh cũng không có muốn hỏi nhiều ha. Nhưng mà tùy theo cách suy nghĩ của con với lại là của gia đình, của hàng xóm thôi, như thế nào nha. Ừ. Rồi như vậy nha. Nãy con tên Hân phải không? Dạ. Bây giờ ở cái giai đoạn mà có bầu của con á là cần phải bổ sung dinh dưỡng nè cho tốt mẹ và bé nè. Rồi tất cả các thứ tốt nhất để cho em bé chào đời nha. Ừ, mà hôm bữa là có đi siêu âm là em bé là có bị thiếu ký hay gì không, chị có biết không? Là người ta chở đi anh ơi, em ở nhà anh ơi. Ai chở? Cũng như là con của chị Huệ Đắng á, quán Đắng á. Chở nhỏ này siêu âm xe đét ngoài bác sĩ ba, chứ em ở nhà anh ơi. Nhằm sớm không anh ơi? Em con chỉ biết là con trai, với lại là bị hở hàm ếch.
Con thích ăn cái gì? Có thích ăn gì không? Không có hả? Hồi đó nó có thèm gì hết thèm anh ơi. Em hôm nay đó là em vô đây em thăm, chủ yếu là thăm cháu Hân nè, với lại gia đình mình. Rồi em cũng gửi tặng một ít tiền cho cháu Hân. Cái này là em tặng riêng cho cháu Hân nha. Để có cái tiền con có tiền con ăn uống, với là con uống sữa đồ cho khỏe nha. Cái tiền này là chú xin tặng cho con. Đó, thí dụ như con có trích một ít thì con phụ cho mẹ con, còn bao nhiêu coi như là chú xin để cho con để dành con phòng thân nha. Nha, cái này là cho con đó. Cũng như là em cảm ơn hai anh ha, cái đoàn cảm ơn nhiều. Chúc cho anh đó. Cảm ơn khỏe hạnh phúc, cảm ơn nhiều. Cô Phút xin phép được gửi tặng đến cho cháu Hân là 4 triệu đồng thay mặt mạnh thường quân. Coi như là sự là em bé trong bụng nó cũng không có biết gì hết, không không có tội tình gì hết, chủ yếu là mình muốn giúp, là giúp cho tình hình sức khỏe của em bé nó tốt hơn, và cũng mong sao là cháu Hân với lại chị Lý là giữ đúng lời hứa đó, là sử dụng cái khoản tiền này để mà dành cho con nha. Nhớ nha chị. Thứ nhất là của chị Huệ ở Texas Mỹ là gửi cho cháu Hân là 1 triệu. Thứ hai là một chị ở phường 11 quận 6 là 1 triệu. Thứ ba là một chị ở Bảo Lộc Lâm Đồng là 500 ngàn. Thứ tư là nhóm các chị gái ở Gia Lai là 500 ngàn. Thứ năm là chị Tiffany Thu Nguyễn ở Mỹ là 500 ngàn. Và cuối cùng thứ sáu là chị Nga Nguyễn ở Mỹ là 500 ngàn. Đó, thì tổng cộng là 4 triệu đồng. Nha. Cũng như em cảm ơn hai nàng. Chú xin là tặng cho con nha. Để con có cái tiền để con lo cho con với em bé nha. Hai, ba, bốn, xin tặng đó. Cảm ơn. Cảm ơn hả? Có mừng không? Có hả? Cái tiền 4 triệu này là con sẽ làm gì, con nói chú xin nghe coi. Nói thử coi để biết cho chú xin biết chứ. Để dành làm gì? Mua gì? Sao nói chú được cơ? Hả? Sao nói chú đi? Như chị đi, 4 triệu này thì chị sẽ sử dụng như thế nào? Ví dụ như là chị đang mang bầu á. Em đang chăm sóc em bé, mua sữa, mua cá mắm này thịt đồ cho em bé ăn nè. Rồi giữ nó, dạ, siêu âm nữa. Vậy đó ha. Dạ. Chị, gạo chị nếu mà cháu nó không biết á, chị nên là nhắc nhở cháu nha. Dù dạ. Ăn uống rồi nha. Dạ. Cảm ơn hai về nha. Dạ, cảm ơn hai anh nhiều. Mừng không? Dạ, mừng. Mừng. Cảm ơn hai anh nhiều. Chúc hai đoàn hai nó nhắc mừng. Thôi mình xin phép là mình kết thúc cái video ở đây nha mọi người. Thì cũng trễ rồi. Thì mong mọi người hãy để những cái phần bình luận về những cái về cái trường hợp của gia đình của chị Lý. Để có những cái đóng góp hay là những cái như thế nào đó để mình làm cho nó hoàn thiện hơn. Một lần nữa thì cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở lần sau.